Sáng nay, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Yên Khánh tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu xã thị trấn trong khu vực phòng thủ năm 2022, gồm các xã Khánh Hải, Khánh Nhạc, Khánh Vân, Khánh Hồng và thị trấn Yên Ninh. Cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn, đó là chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức và thực hành chiến đấu với nội dung đánh địch đổ bộ đường không. Để cuộc diễn tập thành công, Ban chỉ đạo huyện yêu cầu các bộ phận diễn tập đúng, đủ nội dung và thời gian, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí và trang thiết bị. Các thành phần lực lượng tham gia phải thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật cao. Với cơ chế vận hành, đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý điều hành, cơ quan quân sự, công an, các ban ngành, đoàn thể làm tham mưu, các khung tập đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, các hội nghị diễn ra khẩn trương, thành phần tham dự thảo luận sôi nổi, đưa ra kết luận cụ thể ngắn gọn, đáp ứng yêu cầu phục vụ chiến đấu và chiến đấu thắng lợi. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao nhận thức về quốc phòng an ninh cho cán bộ và nhân dân địa phương, nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ, bảo vệ địa phương. Ngày mai sẽ diễn ra nội dung thực binh đánh địch đổ bộ đường không và bế mạc diễn tập.